Chào các bác, giá TV Sony tăng nhẹ và hai mẫu ngày hôm nay em cập nhật giá để các bác xem và tham khảo, đó là 65 và 55 inch mẫu 9000H của 2020. Hai cái mẫu này thì đang tăng lên giá thành bao nhiêu và tại thời điểm này có nên mua hai cái mẫu này hay không thì em sẽ quay để phục vụ các bác. Thì các bác nhớ nhấn đăng ký để theo dõi các clip em quay báo giá các dòng TV bán trên thị trường hiện tại. Cảm ơn các bác. Đây là khu vực trưng bày của TV LG, TV Sony tại Ecomart. Và em quay giới thiệu cập nhật so sánh giá thì khá là nhiều rồi. Và hiện tại thì sẽ có khá là nhiều những cái nội dung video em đưa lên để phục vụ các bác xem và tham khảo. Cái mẫu ngày hôm nay em quay để các bác xem đó là X9000H. Mẫu này thì được hãng Sony ra mắt trong năm 2020 và tiếp tục được bán trong năm 2021. Thời điểm này thì 2021 thì ra các mẫu như X90G hoặc X80G rồi. Tuy nhiên thì những cái mẫu mới ra thì giá rất là cao. Nên là em quay cập nhật giá thành của hai mẫu TV 55 inch, 55X9000H và 65X9000H. Tức là nó cùng một phân khúc TV, cùng một mẫu, tuy nhiên thì sẽ có hai kích cỡ màn hình 55 và 65 inch. Thời điểm này thì con 9000H 55 inch thì không có tăng nhiều, tuy nhiên con 65 thì tăng rất là nhiều. 55X9000H sau khi trừ hết quà thì con này còn 19.490.000, đang bán 21 triệu tặng thêm dàn loa sau 3, không lấy trừ 1.500.000 thì còn 19.500.000. Còn đối với mẫu 65 inch, 65X9000H thì đang trừ quà còn giá về 24.990.000 là 25 triệu, tức là nó đang tăng so với cả thời điểm trước khoảng 500.000-600.000. Thì thời điểm này có nên mua hai mẫu TV này không và tại sao lại lên mua? Thì trước tiên đánh giá tổng quan thì các bác sẽ nhìn phía bên ngoài, sau đó thì đi tới cấu hình, các tính năng tiện ích ở bên trong. 2020 rất là nhiều mẫu TV cao hơn 9000H thì chỉ có một mẫu TV, đó là mẫu TV 9500 thôi. Còn thấp hơn thì có các mẫu như 8050, 7500 hoặc là 8000H. Đuôi H là đuôi của năm 2020 với các kích cỡ màn hình 65, 75 và 85 inch. 55, 65, 75, 85. Còn của 2021 thì có mẫu 90G. Với cái mẫu 90G thì giá thành thời điểm này thì rất là cao. Nên là khi mà các bác xem và tham khảo thì thời điểm này các bác cũng nên lựa chọn những cái mẫu đang bán đã ra mắt 2020 như mẫu 9000H này. Sở hữu thiết kế viền kim loại. Đấy, các bác nhìn này, viền nhựa kim loại. Dòng này thì có thiết kế rất là chắc chắn và sang trọng. Nó đẹp hơn so với cả các dòng viền nhựa mà Sony cũng ra mắt. Đấy, các bác nhìn này, một loạt các dòng TV có cái viền nhựa plastic màu đen như em đang quay. Viền kim loại sẽ nổi bật và sang trọng hơn. Giá thành sau khi trừ hết quà còn 19.500.000. Thì bảo hành 25, rồi nó có điều khiển thông minh tìm kiếm giọng nói. Các bạn có thể là tương tác với cả TV qua chơi ảo của Google Assistant bằng điều khiển bằng remote đấy ạ. Chạy hệ điều hành Android 9.0. Nên là nói về Android thì có thể tùy biến ứng dụng cài đặt rất là dễ dàng trong kho ứng dụng của Google Search Play. Đây, hệ thống các ứng dụng thì được show ra ngoài màn hình, những cái ứng dụng nào mà được nhiều người xem, rồi các bác xem thường xuyên những ứng dụng, những bộ phim, những chương trình đặc sắc thì cũng được tự động đề xuất ngay ở bên ngoài này để các bác có thể xem lựa chọn. Chất lượng hình ảnh trên con này thì nó sử dụng con chip X1 4K HDR cho màu sắc rất là chân thực và sắc nét. 2020 thì đây là mẫu TV của Sony có tần số quét cao nhất đến 120Hz, cao hơn cả 9500H. Cùng cái thời điểm đó đấy ạ, con 9500 thì chỉ hơn con này một số cái đặc điểm thôi. Tuy nhiên thời điểm này nó đã hết hàng từ khoảng Tết trở lại đây rồi. Và thời điểm này nếu mà đi tìm 9500 thì lên tham khảo các mẫu của 2021. Còn đối với những cái mẫu TV giá tốt và đủ các tính năng cao cấp hiện đại, tần số quét cao thì các bác nên lựa chọn con 9000H này. 65 inch thì mới tăng giá nhẹ. Đấy, các bác đã mua được khá là nhiều những mẫu này với giá thành khoảng 24.400.000 rồi. Nhưng thời điểm này nó đang tăng lên khoảng 25.24.990.000. Đấy, nó tăng lên khoảng 500.000-600.000 rồi. Mẫu này thì là một trong những mẫu TV 65 inch được rất là nhiều các bác quan tâm lựa chọn bởi sắc LED.
khả năng duyệt ứng dụng nhanh, tần số quét cao, rồi kết nối với cả các thiết bị ngoại vi, tương tác với cả TV qua trợ lý ảo rất là mượt mà và nhanh chóng. Clip này thì đơn giản là một clip báo giá cập nhật giá thành mà nhiều bác yêu cầu em về cái mẫu 9000H này, 55 inch với giá là 19 triệu 490, 19 triệu 500, còn 65 inch là 25 triệu 24 990. Giao lắp miễn phí tại Hà Nội và lắp đặt tại nhà. Còn đối với các bác trên toàn quốc thì bên em sẽ báo thêm phí vận chuyển của bên quân đội Viettel, Viettel Bot đấy ạ, sẽ giao về tận nhà. Cảm ơn các bác.